Thưa quý vị, những ngày này thời tiết miền Bắc đang trải qua những đợt rét sâu, rét đậm dài ngày kể từ đầu mùa đông cho đến nay. Rét đậm rét hại đã và đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em và những người mắc các bệnh mãn tính. Trong đó, đột quỵ não, đột quỵ tim là căn bệnh ám ảnh lớn nhất bởi có thể xảy ra với mọi lứa tuổi. Đây cũng là thông tin được các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc phòng và điều trị đột quỵ não bằng Đông Tây Y kết hợp do Hội Đông Y Việt Nam tổ chức diễn ra vào sáng ngày hôm nay 28 tháng 12 tại Hà Nội. Theo các chuyên gia y tế, đột quỵ não là nguyên nhân dẫn tới tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau ung thư và tim mạch. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế. Hội đột quỵ não Việt Nam cho biết, hàng năm có khoảng 200.000 người bị bệnh lý này ở nước ta. Đặc biệt, bệnh hay xảy ra vào mùa lạnh, khi thời tiết thay đổi đột ngột. Còn theo Hội đột quỵ thế giới, mỗi năm thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ não mới, trong đó hơn 16% xảy ra ở người trẻ từ 15 đến 49 tuổi. Với con số tử vong, mỗi năm có tới 6,5 triệu ca, với hơn 6% trong số đó là người trẻ. Cũng tại hội nghị, các chuyên gia cũng cho biết đột quỵ thường xảy ra bất ngờ và để lại những hậu quả nặng nề. Có tới 90% bệnh nhân phải gánh chịu các di chứng sau cơn đột quỵ. Hiện có nhiều phương pháp phòng, điều trị, phục hồi di chứng đột quỵ não đã được y học áp dụng. Trong đó liệu pháp vận động, còn gọi là tập luyện thể dục thể thao hay hoạt động thể chất và lý trị liệu phục hồi chức năng. Các bài tập khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, các bài thể thao như đi bộ, chạy bộ, khiêu vũ và vật lý trị liệu tại cơ sở y tế. Trên thực tế còn có rất nhiều mà trường đại học, như Học viện Đại học Cổ truyền Việt Nam có những báo cáo, Đại học Y Hà Nội có những cái báo cáo trong nước và cũng quốc tế cũng có những cái báo cáo về vấn đề là phối hợp Đông Tây y sớm trong vấn đề cấp cứu để mà điều trị, cùng như dạng nếu điều trị sớm thì hạn chế được cái tỷ lệ tử vong và đem lại hiệu quả cho người bệnh rất là lớn, cũng như những vấn đề phục hồi chức năng. Nếu mà phục hồi chức năng mà kết hợp giữa Đông Tây y thì gần như là quá trình phục hồi đó nó theo tiêu chuẩn và đem đến một cái phục hồi nhanh hơn và toàn diện hơn và tránh những cái tư thế xấu mà vô tình nếu có những giai đoạn mình không để ý và người bệnh có thể ví dụ cái tay người ta bị liệt mà tay người ta không được mà hỗ trợ giúp và có những cái tư thế nó tốt thì một thời gian sau khi nếu mà để muộn quá thì cái tay người ta rơi vào cái tình trạng tư thế xấu và chính cái điều này sẽ coi như là giúp cho không đem lại cho cái người bệnh những cái phục hồi như mong muốn của mình, cho nên bắt buộc nó phải kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Vào những ngày thời tiết giá lạnh, người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người cao tuổi và người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành, cần tránh ra ngoài trời lạnh đột ngột vào buổi sáng, nhất là lúc mới ngủ dậy.